Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một vật thể bất ngờ được ném về phía ứng viên của Đảng Cộng hòa, đặc vụ Mỹ đã nhanh chóng hành động. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin tức Việt, sau đây là những thông tin mới nhất cập nhật bầu cử Mỹ năm 2024. Xuất hiện clip đặc vụ cứu nguy ông Trump, giới phân tích Mỹ dự đoán điều ông Putin sẽ làm dù ai đắc cử nghi phạm ám sát ông Trump viết thư cảnh báo nội chiến nếu cựu Tổng thống Mỹ tái đắc cử. Ngày 5 tháng 11 theo Sở Mỹ, nước Mỹ chính thức bước vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Cuộc đối đầu giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump được đánh giá là rất xích sao, gây cấn và đầy kịch tính. Theo tờ Daily Mail của Anh, trên Internet bất ngờ xuất hiện một đoạn clip cho thấy mật vụ Mỹ vội vã lao tới bảo vệ ông Donald Trump trước khi bị một vật thể ném vào người. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người trong đám đông ném vật thể về phía ứng viên Đảng Cộng Hòa. Một trong các mật vụ đã nhanh chóng hành động. Ông Trump dường như không hề nao núng và tiếp tục bước về phía trước, vẫy tay chào đám đông đang gieo hò và giơ ngón tay cái lên. Tờ Daily Mail cho hay. Tuy nhiên, theo xác minh của Daily Mail, đây không phải là sự việc mới mà đã xảy ra tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump tại Pennsylvania vào thứ ba tuần trước khi ông bước ra khỏi sân khấu Allentown. Vật thể mà đám đông ném về phía ông Trump được xác định là một chiếc điện thoại di động. Thời khắc xảy ra vụ việc, một vụ Mỹ đã ngay lập tức chạy về hướng chiếc điện thoại và đá văng nó ra để bảo vệ cựu Tổng thống. Không có ai bị thương. Theo tờ báo Anh, ông Trump đã tới Allentown, một cộng đồng chủ yếu là người Mỹ gốc Latin. Tổng thống muốn nắm bắt cơ hội này để kêu gọi sự ủng hộ. Không ai yêu cộng đồng người Mỹ gốc Latin và cộng đồng người Puerto Rico của chúng ta hơn tôi. Thật thú vị vì tôi đã làm được nhiều điều cho Puerto Rico hơn bất kỳ vị tổng thống nào cho đến nay. Ông Donald Trump nhấn mạnh, Mỹ dự đoán điều ông Putin chắc chắn sẽ làm ở Ukraine. Trong một diễn biến khác liên quan tới cuộc bầu cử tại Mỹ, tờ New York Times dẫn thông tin từ ba cơ quan tình báo lớn của Mỹ, gồm Văn phòng Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan An ninh mạng cảnh báo. Nga và ở mức độ thấp hơn là Iran có thể sẽ phát tán thông tin sai lệch vào ngày bầu cử Mỹ và trong nhiều tuần sau đó. Tuy nhiên, Moscow đã nhanh chóng phủ nhận cáo buộc này. Chúng tôi đã ghi nhận cáo buộc của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga đã phát tán các video sai sự thật về các hành vi vi phạm bầu cử tại Mỹ. Chúng tôi khẳng định đây là những cáo buộc vô căn cứ, đại sứ quán Nga tại Mỹ ra thông báo. Như tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng tôi tôn trọng ý nguyện của người dân Mỹ mọi sự ám chỉ về âm mưu của Nga đều là vu khống ác ý. Đại sứ quán Nga lưu ý. Theo trang Business Insider, dù bà Harris hay ông Trump đắc cử cũng chưa chắc đã là điều quan trọng đối với Moscow. Giới phân tích dự đoán, dù ai trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng, thì Tổng thống Putin chắc chắn vẫn sẽ làm một điều ở Ukraine, đó là kéo dài cuộc chiến tiêu hào. Trong những tháng gần đây, Nga đã gia tăng áp lực lên Ukraine, đưa quân số lớn hơn vào tham chiến và đạt được những bước tiến quan trọng trên tuyến đầu. Nga đang có kế hoạch huy động hơn 160.000 quân. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, Oleksandr Livinenko phát biểu trước Quốc hội. Theo các quan chức Hàn Quốc, Ukraine, Mỹ và Triều Tiên cũng đã điều hàng nghìn quân hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Kiev. Với tư cách là ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ, Phó tổng thống Harris đã cam kết tiếp tục chính sách của tổng thống Joe Biden, đó là cung cấp vũ khí để Ukraine phòng vệ trước các đợt tấn công của Nga. Trong khi đó, cựu tổng thống Donald Trump, ứng viên Đảng Cộng hòa tuyên bố ông có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột thông qua đàm phán. Các điều khoản mà ông Trump sẽ đưa ra để làm trung gian hòa giải ở Ukraine vẫn chưa rõ ràng. Ông đã chỉ trích khoản viện trợ mà Tổng thống Biden dành cho Ukraine, đồng thời đặt câu hỏi về hiệu quả của các lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt lên Moscow. Ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa J.D. Vance gần đây đã vạch ra kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraine dưới thời chính quyền ông Donald Trump, trong đó đề cập tới việc thành lập một khu vực phi quân sự tại các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga nắm quyền kiểm soát xong giới phân tích cho rằng bằng cách cắt giảm viện trợ và trao các vùng lãnh thổ của Ukraine cho nga, Mỹ có thể sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến của Kremlin. khác với đường lối của ông Trump, bà Harris đã cam kết tiếp tục sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Kiev. trong thời gian qua, viện trợ của Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Kiev chống lại cuộc chiến của nga và gây tổn thất lớn cho Moscow. tuy nhiên chính quyền ông Biden từ lâu đã đặt ra giới hạn cho Ukraine trong việc sử dụng vũ khí do Washington cung cấp nỗ lực này của Mỹ nhằm cân bằng sự hỗ trợ cho Ukraine, trong khi không khiêu khích Nga phát động một cuộc chiến lớn hơn. Thế nhưng điều đó cũng có thể khiến Tổng thống Putin cho rằng ông có thể tiếp tục cuộc chiến tiêu hao ở Ukraine ngay cả khi bà Harris làm Tổng thống, bởi bà có khả năng sẽ không cung cấp đủ viện trợ quân sự cho Kiev giành lợi thế. Một công cụ mà chính quyền ông Biden đang sử dụng để trừng phạt Nga là hạn chế khả năng của Moscow trong việc đưa dầu và khí đốt ra thị trường quốc tế, từ đó gây tổn hại cho kinh tế Nga. Song thực tế cho thấy Moscow đã xoay sở để mở ra các thị trường xuất khẩu mới tại những nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, khiến mức độ thiệt hại của Nga do lệnh trừng phạt phương Tây thấp hơn hẳn so với dự đoán của một số chuyên gia. Nhà kinh tế học Martin gần đây nhận định, Nga có khả năng sẽ phải chịu thiệt hại kinh tế bất kể có tiếp xúc cuộc xung đột với Ukraine hay không. Điều đó đồng nghĩa với việc không có động lực lớn nào để Moscow phải dừng lại bây giờ nhìn chung theo giới phân tích cả bà harris và ông trump đều không có khả năng khiến ông putin thay đổi lộ trình của nga ở ukraine ông putin đã tự chịu trách nhiệm để đạt được kết quả đó và coi đó là điều đáng giá cố gắng ép ông ấy từ bỏ là một việc làm vô ích chỉ lãng phí sinh mạng và tài nguyên ông peter cựu phó giám đốc tình báo phụ trách khu vực nga và á âu tại hội đồng tình báo quốc gia mỹ nhận định Ông cho rằng giải pháp tốt nhất đó là Mỹ chơi với ông Putin theo cách riêng của ông ấy, chờ tới khi Tổng thống Nga rời nhiệm sở. Chỉ khi đó mới có cơ hội cho hòa bình lâu dài ở Ukraine. Trian Roth, đối tượng bị cáo buộc âm mưu ám sát ông Donald Trump vào hồi tháng 9 vừa cảnh báo rằng cựu Tổng thống Mỹ sẽ không từ bỏ quyền lực nếu trở lại Nhà Trắng. Theo tờ Palm Beach Post, Rốt đã gửi một lá thư không được mong đợi đến tòa soạn tờ báo này vài tuần khi các công tố viên cảnh báo rằng hắn ta có thể cố gắng liên lạc với giới truyền thông. Lá thư được cho là do kẻ bị cáo buộc là tay súng bắn ông Trump, Brian Rốt, gửi đến và con gái của nghi phạm đã xác nhận về lá thư. Tờ Palm Beach Post đưa tin. Theo tờ này, ngoài cáo buộc cố ý ám sát ông Trump, Rốt còn phải đối mặt với các cáo buộc sở hữu vũ khí để thực hiện tội ác bạo lực sở hữu vũ khí có số seri bị xóa và tấn công một sĩ quan liên bang sau khi một mật vụ Mỹ được cho là đã phát hiện ra hắn ta chĩa nòng súng trường qua một bụi cây gần câu lạc bộ golf quốc tế Trump, trong khi cựu tổng thống đang đánh golf vào hôm 15 tháng 9. Nghi phạm đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc chống lại mình. Hắn ta có thể phải đối mặt với mức án tù trung thân nếu bị kết tội. Trong lá thư viết tay gửi cho Pam Big Ross, Ross không nói về nỗ lực ám sát ông Trump, mà thay vào đó cảnh báo về sự kết thúc của nền dân chủ và khởi đầu của một cuộc nội chiến nếu như ông Trump đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ lần thứ hai. Lá thư của Ross cáo buộc rằng ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa sẽ không từ bỏ quyền lực nếu tất cả chúng ta trao nó cho ông ấy. Các công tố viên cho biết Rod cũng đã viết một lá thư khác vài tháng trước vụ việc xảy ra tại câu lạc bộ golf quốc tế Trump, trong đó hắn ta viết về việc không ám sát được ông Trump. Đây là một vụ ám sát Donald Trump, nhưng tôi đã làm các bạn thất vọng. Rod tuyên bố trong lá thư. Nét chữ trong lá thư mà Rod gửi cho tòa soạn trùng khớp với lá thư hắn ta viết về việc không ám sát được ông Donald Trump. Hãng tin CNN của Mỹ đưa tin, trong ngày vận động tranh cử cuối cùng vào hôm 4 tháng 11 theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại 3 trong số 7 bang chiến trường, bao gồm Raleigh thuộc bang Bắc Carolina, Reading và Pittsburgh ở bang Pennsylvania và Grand Rapids ở bang Michigan. Sau đó, ông Trump có kế hoạch trở lại Palm Beach tại bang Florida để bỏ phiếu và chờ đợi kết quả bầu cử. Tại cuộc vận động đầu tiên trong ngày ở Bắc Carolina, ông Trump, 78 tuổi, đã bác bỏ những lời cáo buộc rằng tuổi tác và lịch trình bầu cử dày đặc đã khiến ông kiệt sức về thể chất và tinh thần. Tôi thậm chí còn không ngủ, tôi đã trải qua 62 ngày không nghỉ một ngày nào, ông nói trong bài phát biểu. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris trong ngày vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, bao gồm các điểm ở Allentown, Pittsburgh và Philadelphia vào ngày 4 tháng 11. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã hứa hẹn sẽ có một chiến thắng khủng khiếp khi ông tìm cách quay trở lại Nhà Trắng một cách ngoạn mục. Còn ứng cử viên Đảng Dân Chủ Harris cho biết, động lực đang ủng hộ nỗ lực trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên của bà. Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy sự cạnh tranh xít sao giữa hai ứng cử viên trên toàn nước Mỹ, cũng như ở bảy bang giao động, được dự đoán sẽ quyết định người chiến thắng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi rời kênh, mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.